Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Yêu Thầm. Nói chuyện với đám bạn xong, Play liền mua ngay 2 hộp sữa đến dỗ dành em thụ, mà kỳ này phải double sữa luôn mới được, chứ không là bị Z giành mất vợ như chơi. Đang nói chuyện với anh Top thì thấy bà chế Sroy đi ngang qua, còn Brad định chạy theo năng nỉ dùm anh Cruz nhưng bị anh ấy cản lại. Không cần nữa đâu, giờ tao với cô ấy không còn gì nữa cả, tốt nhất là nên chấm dứt từ đây. Quá mệt mỏi để tiếp tục chạy theo người khác rồi, tao muốn đi chậm rãi từ từ. Anh chàng còn hỏi ngu em con Brad là giờ nên chạy theo Sroy hay là đi từ từ với con Brad. Em thụ nói, cái này là tự anh quyết định, em không quyết định thay được đâu. Thế là anh Top quyết định chơi BD cùng con Brad mà bỏ bánh bèo Sroy qua một bên. Khỏi phải nói, bà thụ mừng như đi chạy hội, còn cầm cái bịch ni lông mà em một ngón anh một ngón. Chúng ta cùng nhau đi từ từ với nhau mãi không rời xa nhé. Quá ư là xến xúa mà. Vừa đi với trai này xong, về đến nhà thì lại có trai khác tới tìm. Em thụ này đúng là thời tới cản không nổi mà, tổ BD độ nên có khác. Jess viện cớ tới nhà thăm bà mẹ vợ tương lai sẵn đưa em thụ đi làm chung luôn đỡ tốn tiền xe buýt. Cù cưa một hồi thì con Pratt chốt kèo anh đưa em đi làm nhưng về thì em tự đi. Bà Bách Hờ Freud thất tình nên uống rượu say quát cần câu, gặp ngay tên côn đồ giở trò định đưa đi khách sạn. May mà con Pratt phát hiện kịp thời nên ngăn cản lại. Tên côn đồ làm sùm lên, may có sự trợ giúp của Jess và anh chị chủ quán dọa gọi cảnh sát nên hắn ta vội bỏ đi. Xong xuôi thì kêu Sroy tới đưa bạn về, bà thụ không quên nói hết tâm tình của bà chị Freud cho Sroy nghe, tình cảm của chị ấy đối với chị là trên mức tình bạn đấy ạ. Thì ra bà thụ này cố tình đẩy thuyền cho hai bà bách hợp yêu nhau, chắc là muốn anh Play tuyệt giao hoàn toàn với hai bà chơi omo này rồi. Em thụ này cũng đáo để ghê. Sau một đêm say mềm của nhỏ bạn thân, Sroy nhớ lại những giây phút bên nhau của hai đứa, bị tình cảm của Freud làm siêu lòng. Sáng hôm sau Sroy nắm tay Freud mà kêu cậu hãy ở lại bên tớ mãi mãi nhé. Thế là hai chị gái bắt đầu chơi omo với nhau từ đây. Con Brad mua nước tiếp sức cho Cruz mà cứ bị Jess phá đám giành giật miết. Ủa là sao vậy anh? Người ta mua cho Cruz mà sao anh cứ thích giành giật thế? Không những một chai mà tận hai chai. Bực mình, Playm lấy cả chai nước mà đổ lên đầu để thị uy. Cả đám bạn ngơ khác không biết thằng khứa này nó đổi điên chuyện gì thế. Thì anh Playm ghen cứ còn gì nữa. Dám giành người yêu với anh thì không còn bạn bè gì nữa hết. Anh ghen nên chơi đàn trà tập trung gì cả. Bị đám bạn phản ánh hội đồng thì cáu gắt bỏ đi. Còn Brad vẫn đang phân vân giữa Playm và Jess nên chọn ai đây. Chưa suy nghĩ xong thì anh Cruz đã tới dưới cổng. Lại là điệp khúc xin ngủ chung cả nhà. Ngủ chung thế này sớm muộn gì hai anh cũng thịt nhau cho mà xem. Nhưng mà để đến giai đoạn thịt nhau trên giường thì mỗi người nằm một hướng cái đã. Anh Top muốn con Brad đến xem mình chơi nhạc, nhưng do bận đi làm nên em thụ không đi được. Nghe anh Top nói muốn em đến nghe anh hát, giữ giá chưa được 30 giây, con Brad nói mình sẽ xin nghỉ sớm để đi xem anh hát. Ôi giá em sao mà nhanh rớt thế, mới nói không đi, xong quay kèo vì trai ngay và luôn. Thôi móc ngoé làm tin với nhau trước nhé, rồi thời gian động dục của anh Top cũng đã đến, xin ôm em thụ từ phía sau để cho dễ ngủ. Chưa dứt hết câu thì con Brad đã xoay người mà bảo, anh cứ tự nhiên, vậy là anh ôm em, rồi em ôm anh ngủ cho tới sáng. Hai anh em sinh đôi tìm đến Sue để thông báo việc Playm tối qua ngủ chung với con Brad. Theo suy đoán của Sue thì Playm đang có tình ý với con Brad và con Brad cũng rất thích Playm. Vậy ngại gì không đẩy thuyền cho hai đứa này, mọi chuyện cứ để anh Sue này lo hết cho, hai chú em can tâm. Rồi đêm nhạc cũng đã diễn ra dần dần, trong khi hai thằng bạn chí cốt đang nhảy như điên vì nhạc quá hay thì con Brad vẫn còn phải đang phục vụ bàn ở quán rượu. Em thụ hư thân mất nết mãi lo làm việc mà quên luôn buổi hẹn với anh Top Playm, may mà có anh chị chủ quán nhắc nhở. Em ấy vội thay đồ đi xem concert khi đã quá 11 giờ đêm. Đã đến phần trình diễn của Playm nhưng mãi mà con Brad vẫn chưa đến, gọi thì không nghe máy. Playm chọn hát bài hát mà con Brad thích nghe với mong muốn sẽ chinh phục được trái tim em ấy. Mà bà boss này đúng là hư thân mất nết, do chạy vội quá, né bánh bèo băng qua đường mà té xe. Cũng may vết thương không nặng nên em ấy đã đến được sân khấu diễn ra đêm nhạc. Playm hát gần hết bài mà chả thấy con Brad ở đâu nên bắt đầu buồn trong lòng, ca hết ra hơi. Cuối cùng thì hai ánh mắt tình yêu đã va chạm vào nhau, nhìn thấy em thụ là Playm tươi tắn hẳn lên, còn nói, cảm ơn em đã tới, vì sao của anh. Em coi mà muốn vẹ với độ xến xúa của cặp đam mỹ này. Thấy con Brad bị thương là Playm nổi máu xung thiên chửi cho em thụ một chập. Nào là không thích ai miễn cưỡng, con Brad nói mình không phải miễn cưỡng mà là tự nguyện thực hiện lời hứa. Thế là anh chàng quay xe ngay 180 độ, đòi dẫn em thụ đi đến một nơi bí mật. Jess rất đau lòng vì người thương của mình bị thằng khác dẫn đi, đang định ngăn cản thì bị Sue chặn lại. Mày nên để con Brad đi thì hơn. Cứ tưởng là Playm dẫn con Brad đến bệnh viện băng bó vết thương nào ngờ là dẫn về nhà luôn mới ghê. Anh Top bắt đầu cởi áo em thụ ra mà lao từ rú xuống bụng. Con Brad được Cruz lao rú thì quá phê, xứng gì bằng cái cảm giác này, em thụ quếu quáo hết cả tay chân. Playm hỏi vì sao người em cứ co quắp tay chân như vậy. Con Brad nói do cảm giác thốn thốn ở bụng dưới rất ư là kích thích. Anh có muốn thử không? Thử cũng được nhưng sau đó thì đừng có khóc nhé. Quá trời quá đất với cặp đôi quá là dầm khâm này rồi. Cặp đôi bách hợp đang ngồi ngắm một cặp đam mỹ khác tình tứ với nhau. Ôi sao hai anh ấy đáng yêu thế chứ? Đang vui thì có một anh chàng đến mời Freud ăn bánh rồi xin số hotline của cô nàng. Freud bực mình đứng dậy nói không được, anh chàng liền chuyển qua xin số Freud luôn. Anh chàng này biết tận dụng bắt cá hai tay ghê vậy đó, lần này đến lượt Freud nói không được. Ủa vậy là hai em có người yêu rồi à? Đúng vậy, tụi tui là người yêu của nhau đó.
Anh chàng cười, xin hai em đừng đùa với anh nữa. Đùa cái cù lôi á, nè hôn nhau để chứng minh nè. Nhìn hai em gái xinh như hoa mà lại chơi ô môi với nhau, anh chàng chỉ biết câm nít mà ngậm chiếc bánh trông rất ư là buồn cười. Hôm nay tự nhiên có một bánh bèo đi đến tặng quà cho Play rồi đòi làm quen các kiểu, đàn ông mà, có gì để mất nên anh nhận, em cứ ngồi chung cho vui nha. Cảnh gái theo này đã bị con Brad nhìn thấy từ xa, máy em bot có chồng đào hoa rất ư là khổ mà, vừa sợ trai khác cướp vừa sợ bánh bèo giành giật. Vậy là em thụ ghen mà bỏ đi không thèm đếm xỉa gì tới Play nhà ta nữa. Vừa hay, bánh bèo tình địch lúc nãy lại là con của nhà tài trợ dự án cộng đồng cho trường, vì thế mà bánh bèo Pai sẽ tham gia dự án cùng với cả đội. Chưa gì mà đã xin Zalo của nhau rồi kìa, con Brad khó chịu rồi nhé, em thụ liền đến than thở cùng hai thằng bạn thân. Sue tâm sự cùng với Jess, kêu Jess đừng quá gượng ép tình cảm với con Brad, vì người em ấy thương bây giờ đã có tình cảm với em ấy, chỉ có điều là người đó chưa nhận ra và không thừa nhận. Mà người này là người quen của tao và mày nên mày phải thuận theo tự nhiên. Jess thắc mắc đó là ai? Sue xúi Jess cứ tán tỉnh con Brad nhiều hơn nữa, để người đó lộ mặt. Em thụ vì ám ảnh anh Cruz sẽ bị bánh bèo cướp mất mà hậu đậu làm rất bể hết chén dĩa, anh chị chủ quán dọa sẽ trừ lương nếu mà cứ như vậy hoài. Con Brad đến đưa bản sơ lược chiến dịch cho Playum và bánh bèo Pai xem qua. Trong lúc em bot đứng đó mà anh Top cứ cà giỡn với bánh bèo, khiến em ấy rất là đau lòng. Còn rủ em đi mua đồ dùng cá nhân chung với anh chị không lại chứ, bộ anh không biết người ta đang ghen à mà còn rủ, đúng là anh Top thiếu tinh tế mà. Con Brad từ chối khéo rồi bỏ đi. Nghe tin Playum có gái đẹp theo, Roy liền hẹn gặp anh chàng ra nói chuyện riêng, cảnh tình tứ của hai người lại bị em con Brad tình cờ nhìn thấy. Nước mắt em thụ cứ thế mà lăng tròng, em ấy đau đớn bỏ đi mà không thèm quay lại nhìn Playum. Cứ thế, ngày qua ngày, em thụ không thèm nghe máy Playum gọi, mặc cho anh Top đứng ngoài cổng kêu gào thảm thiết. Con Brad vẫn ung dung ngồi trong phòng mà khóc nức nở. Rồi ngày đi công tác xã hội cũng đã đến, hết gái cũ rồi tới gái mới theo khiến cho con Brad buồn lại thêm buồn. Đã vậy còn cổng nhau đi nữa chứ, anh Top này quá là tệ bạc rồi. Chờ mãi mới có cơ hội nói chuyện riêng với con Brad, Blame hỏi sao dạo này em hay bênh quá vậy, bộ anh là không khí hả? Anh Top này kỳ ghê, không coi người ta ra cái quần gì hết, bây giờ lại trách, ủa kỳ vậy anh trai? Buồn tình, con Brad trốn ra bụi tre mà suy ngẫm về cuộc tình éo le của mình. Ngay lúc đó Jess đi tới, hỏi thăm vì sao dạo này em hay có tâm sự quá vậy. Chưa dứt câu thì Blame đi tới phá đám. Chắc vì ghen tuông nên Blame bắt đầu giở trò đàn anh dạy dỗ đàn em, trách móc con Brad lười việc mà không hoàn nhiệm vụ. Nhiệm vụ cái mã nhà anh, con Brad bực bội mà bỏ đi. Rồi hai anh Top cứ thế kênh xỉ po với nhau. Jess trách móc vì sao cứ thích khó dễ với con Brad, thay vì thế nên đi giải quyết chuyện tình chéo cẳng ngỗng với bánh bèo Pai thì hơn. Anh chàng tiếp tục cà khịa con Brad, chủ người ta tình tứ thì bánh bèo Pai lại đến pha đám. Thấy hai anh chị quá ư là tình tứ rồi, con Brad chấp nhận em sẽ là người ra đi cho hai anh chị được thoải mái với nhau. Cứ thế mà người này liếc người kia, xong người kia liếc người này, thiệt là mắc mệt với đôi Top bot này ghê nơi. Trước tình cảnh này, Sue lại là người ra tay nghĩa hiệp, nói với bánh bèo Pai là Playum đã có người thương mới rồi, muốn biết là ai thì tự mà đi tìm hiểu. Hai anh chị tiếp tục quấn quýt bên nhau mà diễn kịch dối cho con dân xem. Con Brad chứng kiến cảnh này thì tiếp tục đau lòng rời đi. Playum thấy vậy liền bỏ diễn mà chạy theo rồi cùng em thụ trà toilet. Nhưng mà bé đang giận nên mặt kệ anh, em đi đây, đố anh bắt được em. Biết em thụ đang ghen mà anh Top cứ thích xào nẹo với bà bánh bèo biết không thôi, chắc là bẹo gan nhau ấy mà. Hai anh em sinh đôi thì cứ giục con Brad tỏ tình Playum, mày cứ để vậy thì mất chồng như chơi. Con Brad thì cứ nói Playum không thích con trai, tỏ tình thì cũng vậy thôi, ghen quá hết chịu nổi em thụ đành bỏ đi. Jess thấy vậy liền chạy theo. Playum nhớ tới những lời Stry khuyên nhũ, anh không tỏ tình là mất con Brad như chơi. Sợ Jess phổng tay trên mình mà cướp mất em thụ, Playum liền bỏ mặt bánh bèo Pai mà chạy theo tiếng gọi con tim. Playum gặp Jess giữa đường thì hỏi, mày đã tỏ tình với em ấy rồi phải không? Jess kể hết mọi chuyện cho Playum nghe, rằng con Brad chuẩn bị từ bỏ mày đấy, em ấy chỉ xem tao như là anh trai thôi. Nghe tới hai chữ từ bỏ, Playum không chịu được vội chạy tới chỗ con Brad mà tỏ tình. Em đừng từ bỏ người trong lòng em, vì anh không biết, nhưng giờ anh biết rồi thì lại không dám, anh không dám hỏi vì anh sợ. Rồi con Brad cũng nói hết tình cảm của mình, chờ đợi suốt 7 năm trời để trở thành một phần cuộc sống của Playum. Quá xúc động trước tình cảm của em thụ ngốc, Playum vội trao cho em ấy nụ hôn bê đê đầu đời, nhưng mà khoang, giải quyết xong chuyện tình lăng ngăn với chị Sroy và chị Pai đi rồi em mới cho hôn. Với cái miệng dẻo đeo của mình, Playum dễ dàng qua ải này của em thụ mà thành công hôn được em ấy, còn la làng lên, tôi thích con Brad khiến em thụ rất là hạnh phúc. Rồi tới công chuyện nữa rồi, chỗ người ta đang hôn mà mấy thằng bạn lại tới chọc ghẹo, bực mình hết sức. Jess thì mặt một đóng như ai ăn hết của mà rời đi. Con Brad và Playum vừa về đến nhà thì mẹ em ấy bị đột quỵ ngất ngay tại chỗ, nhờ chàng dễ cấp cứu kịp thời nên tạm giữ được tính mạng. Mặc kệ bà mẹ sống chết ra sao, hai anh cứ thế mà ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới đất, tâm sự xong thì lại luyện cơ miệng, luyện hết cơ miệng thì luyện chống đẩy cho tới sáng. Cuối cùng thì mẹ của con Brad cũng xuất viện, Blame hứa sẽ chăm sóc tốt cho con Brad từ nay về sau và mãi mãi.
Jess cảnh cáo Blair phải biết trân trọng tình cảm của con Brad. Nếu mày làm tổn thương hay làm em ấy buồn thì tao sẽ khiến mày tổn thương gấp bội. Blair tự tin mình yêu ai là yêu thật lòng. Ba cái lẻ tẻ đó tao chả sợ. Tao là tao lo mày kìa. Cấm mày lại quá gần em ấy. Liệu hồn, tao mà điên lên là không bạn bè gì hết. Blair còn bày cho Jess là tán hai anh em sinh đôi đi. Tao thấy ok là đó. Thôi mày, khủng hả? Hai đứa đó để cho thằng Sue đi. U là trời, thằng Sue cũng thích con trai à? Mà nó thích ai trong hai đứa sinh đôi đó? Thế là Blair túm cổ áo Sue mà lôi đến tỏ tình với hai anh em sinh đôi. Nhìn cái cách anh Sue tỏ tình dồn dập với em Tâm sao ảm đáng yêu thế, anh thích là anh nối thẳng à, làm người yêu anh nhé. Vậy là lại có thêm một cặp đôi đa mỹ nữa rồi, át vui quá đi cả nhà ơi. Blair cảm ơn Troy vì đã chỉ mình cách chơi BD với con Brad, sẵn có chuyến từ thiện mới ở gần khu du lịch rất đẹp. Blair mời Troy và Troy cùng tham gia cho vui, sẵn tổ chức sinh nhật luôn cho con Brad. Vậy là từng cặp một từ BD đến ô môi ngồi quay quần với nhau ca hát rất ư là vui luôn. Trong khi đám bạn đi cắm trai vui vẻ với nhau thì Jess và Nick lại đánh lẻ đi du lịch cùng nhau. Dụ gì vậy trời, thì ra Nick thích Jess cả nhà. Thế là chúng ta có cặp đôi đa mỹ thứ ba rồi sao? Song trai và Sue cùng nhau bàn kế hoạch cua người yêu thoát ế. Thế là Sue giải đỏ không biết bơi để hai anh em sinh đôi ra cứu. Không biết hai anh em sinh đôi bơi cách nào mà bị Sue lột hết hai cái quần luôn mới đau. Song trai thì bày mưu tính kế để cua bánh bèo bay. Nhưng mà anh hơi vụng về nha, khó mà ghi điểm lắm đó anh trai à. Đôi bách hợp thì tình tứ bên nhau, bây giờ tự do hung hít, chả sợ ai dèm pha. Blair tạo bất ngờ cho người thương, kêu con Brad lên đỉnh đồi để hát mừng sinh nhật em ấy. Nhìn cái bánh kem có chút ép mà em tụt mút với anh top này. Trong khi đó, em Thụ lần đầu tiên được trai tặng bánh kem thì vui mừng không gì tả nổi. Cảm ơn ông tổ BD đã nghe lời cầu nguyện của con mà cho con được chồng như ý. Cuối cùng sau màn tỏ tình bánh răng với nhau, anh cho em một cái bánh răng, em cũng cho anh lại một cái, đeo làm tin cho tình yêu chúng mình nhé. Vậy là cả hai cuối cùng cũng đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Sau 7 năm chờ đợi, em Thụ đã bẻ công được anh Top mà về chung một nhà. Phim yêu thầm tập 7 đến 10 đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review nhiều phim hay nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.